Hello và chào mừng 500 anh em đang có mặt trên kênh của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ một là mua bộ đồ này. Bộ đồ này nhìn nói chung là nhìn cũng ngon phết nha. Ok thì mình đang suy nghĩ là có nên dùng 800 kim cương để quay cái kia hay không, hay là nên mua bộ đồ này. Và mình xác định là mình phải mua con cái bộ đồ này. Ok. Rồi. Như vậy là mình đã có bộ đồ thời trang bãi biển rồi. Và bây giờ chỉ cần mang nó vô thôi. Ê, thấy kinh chưa? Kinh chưa, ngầu chưa. Chà. Rồi. Và còn 400 kim cương thì mình sẽ quay vòng quay may mắn. Mình sẽ hốt cái con đồ thỏ này về. Thì liệu rằng 467 kim cương này có mang đến cho mình cái con thỏ này về hay không, các bạn hãy chờ xem nhé. Và bây giờ mình sẽ giả bộ nạp tiền, mình nạp 1 triệu. Đó là giả bộ thôi ha. Mua. Ok, mình biết là mua sẽ không thanh toán, không thành công rồi. Đầu xanh, cái gì? Alo, nói đi đừng sợ. Hả? Hình như lộn số rồi đấy. Thôi ha, sợ thì đừng nói. Ok, vậy là một thanh niên lộn số rồi. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu quay thôi. 60 kim cương. Bắt. Ôi, mình cảm giác mà cái cảm giác mà 60 kim cương mà ra mạnh cái ức này thì cho nói thiệt là cái cảm giác nó ức thiệt, tại vì cái mảnh ký ức này nó rất là ức, đúng không các bạn, mình hiểu không, hiểu cái cảm giác đó không? Thôi bây giờ mình sẽ giả bộ nạp thêm 1 triệu nữa để thử xem có qua mặt được Garena hay không. Nạp không thành công nữa rồi, để không thành công thì không sao. Vậy là trong đây mình nói chung là mình cũng đã sở hữu rất là nhiều rồi. Thì nó sẽ ra máy quét nè, hoặc là nó sẽ ra những mảnh ký ức, hoặc là ra mấy cái tầm phào này và hai cái này đó, và còn thằng ngọc. Ok, tiếp tục nè. Xanh cái này có rồi, đâu có cần. Tại sao thôi mình giả bộ nạp thêm 500.000 nữa đi. Cay quá là cay. Thanh toán nào, mặc dù không có tiền nhưng mà vẫn giả bộ nạp thôi. Rồi, thay đổi thanh toán đồ gì vậy? Đủ các kiểu. Thôi, tài khoản không đủ thì thôi, ok. Quay nào. Tài khoản nó có rồi. Tôi không có cần thiết những cái này, hiểu không? Có hiểu những gì tôi đang nói không? Nhìn được 20 kim cương nữa rồi. Quay một tí. Rồi. Kinh quá. Khô máu đi. Cay. Quá cay. Còn hai lần nữa thôi các bạn ạ. Cay. Trời đất ơi, cay. Quá cay. Còn quay miễn phí nè. Cay quá. Phát cuối cùng rồi các bạn. Ok, mình nghĩ là sẽ không ra đâu. Quá trời heo. Ra cái gì đây? Ok, như vậy là 400 kim cương của mình đã đi vào dĩ vãng rồi. Còn 8 ngày nữa sẽ kết thúc cái bộ đồ thỏ này nha các bạn. Các bạn cố gắng mà khô máu với nó đi. Hello và chào mừng 500 anh em đang có mặt trên kênh của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ bỏ 2.207 kim cương để mà chiến đấu với cái bộ đồ thỏ này. Thì trước đó mình đã bỏ 1.000 mấy kim cương để quay rồi, và cùng với lại là mười mấy cái thẻ miễn phí nữa. Chơi đậu phộng mà nó cũng không ra. Và bây giờ thì 200 kim cương này mình nghĩ nó sẽ ra. Và bây giờ mình sẽ làm một phát cho nó nóng nào.
Không ra rồi các bạn ơi. Không ra rồi. Đậu xanh. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Ra đi nào. Ra đi. Ra. Hả? Mình biết cỡ nào nó cũng ra hết các bạn ạ. Mình biết cỡ nào nó cũng ra hết. Phải khôn khéo nó mới ra được. Thì đây là cái thủ thuật, nói chung là nó cũng gọi là khá hay. Thì đợt trước mình rút kinh nghiệm từ những đợt quay lúc trước không ra, và những đợt quay này thì mình đã rút kinh nghiệm rồi. Thứ nhất, các bạn quay 600 kim cương đó trước đấy, sau đó các bạn quay thường, quay 60 kim cương sau. Sau đó các bạn dồn hết đam vào cú quyết định cuối cùng thì nó sẽ ra thôi. Đây. Và bây giờ mình đã có bộ thỏ ngọc rồi. Ngon chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Cực kỳ thích luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào mình trang bị cho mình cái bộ đồ thỏ thôi. Ui cha, nhiều nhỉ. Kinh chưa, kinh chưa, kinh chưa, kinh chưa. Kinh. Cực kỳ nguy hiểm. Vâng. Để xem có cái gì đẹp đẹp không. Mình có mấy đôi giày nam nè. Chung là mình rất là thích giày cho lắm nha các bạn. Mình quên. Xít nữa mình quên là còn cái thằng bao lô này mình chưa mua nữa. Thằng bao lô này mình chưa mua. Và mình sẽ vào bộ sưu tập mình coi có gì. Thỏ này, ok. Và trong phần bộ sưu tập này nó có phần vũ khí. Thì mình sẽ cài vũ khí vào luôn. Rồi có cái gì hot nè. AK nè. Ui, tăng đam nè. Đấy, trang bị vào. Ska nè. Pha mát nè. Pha mát đỏ này mình cũng thích lắm. Ok, như vậy là khá là trọn bộ cho mình rồi. Các bạn có thể like và subscribe nếu các bạn cảm thấy như cái cách quay như mình ra được. Các bạn nào thử làm đi là biết liền à, nó có ra hay không là biết liền à. Đó. Còn cái gì đây? Để mình xem vào phần nhân vật coi. Còn đây là những cái kỹ năng của nhân vật nha các bạn. Đây, kỹ năng này. Các bạn có thể đổi thành kỹ năng gì đó thích hợp. Siêu áo giáp. Chuyên gia vũ khí sắt đá hồi phục bùng nổ ham ăn. Thì mình cần kỹ năng của thằng ham ăn này. Đây, thanh niên này đây. 6.000 vàng. Ôi, chưa có mở luôn kìa. 6.000 vàng dễ mà ta. Ok. Rồi. Đừng quên bấm đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu các bạn cảm thấy hay nhé.